khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tịnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết tình mời gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải dư về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa xin phép kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo và quý khán giả gần xa kính mến. Thì hôm nay thì Nghĩa sẽ tiếp tục đọc chuyện bên thầy cho quý vị nghe nhé. Mỗi chuyện hôm nay có tựa đề là Bổn đạo thì đông mà xuồng dông chở không đầy. Một chuyện rất là thú vị. Trước khi kể một chuyện này thì Nghĩa xin diễn ngâm một đoạn trong sấm giảng của Đức Thầy. Trong sấm giảng quyển thứ nhì Nam Mô A Di Đà Phật, để kính tặng đến tất cả quý vị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tịnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết tình mời gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải dư về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương giới muối cháo rau, đạm bạc nghèo lương hèn, biết niệm Di Đà mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báu, là ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mảnh mà sáng giàu còn hiếp nghèo nàn, phải xa thân tầm bát nhã thoàng, sao mới khỏi hầm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có
giặc khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì qua cái đoạn giảng này, Đức Thầy cũng kêu gọi chúng ta rất là tha thiết, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần mà nào ai có tĩnh tâm tìm đạo. Quý vị thấy Đức Thầy kêu gọi mình tha thiết đủ mọi cách hết á, mà có mấy ai mà thức tỉnh để tu quý vị. Đó là quý vị thấy là cái công trình của Phật ra đời mà dạy chúng sanh á, mà chúng sanh á, là còn xem thường hoặc là lơ là, không có chú ý, không có chú trọng đến, thì mình thấy là một mình mất đi một cơ hội quá lớn lao thôi quý vị. Nhưng mà cũng không có muộn quý vị ơi, bây giờ chúng ta biết rồi, bắt đầu chúng ta tu cũng không có muộn đâu. Phật cũng rước hết là không có bỏ ai hết á, cho nên nào giờ mình không có gặp ha, không đủ duyên, kể như không đủ duyên đi, giờ mình có duyên rồi thì mình gặp, nào giờ cũng nghe nhiều rồi nhưng mà mình không có hành, thì bây giờ mình sực nhớ lại đi, lời Đức Thầy dạy thống thiết như vậy mình nghe mình cũng phải cảm động chứ. Đó là Thầy dùng mọi phương tiện, mọi cách, Đức Thầy xả thân gian nan cực khổ như vậy, cái tình từ bi của Ngài rộng như biển cả như vậy, mà không lẽ mình không có lo tu thì mình phụ công trình của Ngài quá không quý vị. Như vậy là chúng ta cảm thấy là mình quá quá tiếc nuối, là nếu mà mình không có tu, không có hành theo lời Thầy dạy thì quá 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 tiếc quý vị ơi. Cho nên thì Nghĩa nghĩ rằng cái đoạn này Đức Thầy khuyên mình rất là nhiều. Trai trung liệt thì đáng trai hiền thảo, gái tiết tinh mới gái nam trào, lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Hay quá quý vị ơi, lời của Phật, của thánh hiền để lại thì biết bao nhiêu lời, biết bao nhiêu sách vở, bao nhiêu kinh điển ha, mà sao trai gái chẳng coi mà sửa, đời tận thế mà còn lần lựa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Cuộc đời thì nó cũng mỏng manh quá, trái đất này nó cũng xói mòn quá, khí hậu thay đổi nhiều quá, trời sáng ra thì kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuồng đời cũng chóng đổi thay. Thưa quý vị, đổi thay rất là nhanh, cho nên chúng ta thấy cuộc thế giới này nó chuyển xoay như chong chóng rồi đó quý vị. Mới đó thì chiến tranh giặc giả và chết chóc ở đó, động đất chết đó, sóng thần cũng chết, tất cả cái gì cũng là mỏng manh hết quý vị ơi. Cho nên Đức Thầy mới dùng mọi phương tiện để réo kêu mình, để mình kiếm chút vốn về quý vị ơi. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Đó, chúng ta phải làm sao muốn về cảnh giới của Phật thì mình phải làm sao là đúng như lời Phật dạy thì mình mới được về cảnh Phật chứ. Như vậy là ở đây Đức Thầy muốn nói là mình muốn về cảnh giới của Phật, muốn thấy được mặt Phật ha, được ngồi gần Phật á, thì mình phải làm đúng như lời Phật dạy thì mình mới được. Muốn về cảnh giới cực lạc thì điều đó chắc chắn chúng ta phải phải hành theo quý vị, chứ chúng ta chỉ trên lý thuyết suông thì không có tới đâu ha. Cho nên một đoạn Ngài Thanh Sĩ nói đó quý vị, tu không hành như bườm không gió, tu mà hành chớ có đơn sai, tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Thì ở đây là Đức Thầy cũng dạy mình là làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tại vì mình làm không đúng ý của Phật thì làm sao mình về cảnh giới của Phật. Tại Đức Phật dạy rất là rõ con đường này nè, phải diệt tham sân si nè, phiền não rồi, mà mình không chịu diệt, mình không có chịu hành, mình không chịu sửa, mình không chịu trao thì mãi mãi không bao giờ được về. Rồi Ngài biểu mình phải làm, khuyên mình dạy làm việc thiện, việc lành, giúp ích cho đời, mình cũng không chịu làm nữa thì làm sao mình về cảnh giới của Phật được. Như vậy tối ngày mình giàu có niệm Phật tới đâu đi nữa mình cũng không được về quý vị ơi.
Cho nên thì bây giờ chúng ta vừa niệm Phật mà vừa áp dụng theo cái cách Đức Thầy dạy là phải từ bi hỷ xả, phải có diệt tham sân si đó, là hành Bồ Tát đạo đó, thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành hả quý vị. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Hay quá. Nghèo niệm Di Đà cũng có được Phật rước vậy, chứ đâu phải nghèo mà Phật không có rước đâu. Phật đâu có phân biệt người nghèo người giàu gì đâu. Đâu phải mình có tiền nhiều mình đi vô chùa mình mua mâm cao cổ đầy, còn nghèo á thì Phật không độ. Cho nên ở đây Đức Thầy muốn nói là cái chữ nghèo lương hiền mà biết niệm Di Đà là quý lắm rồi. Còn giàu mà biết niệm nữa thì thôi quá tuyệt vời hả quý vị. Mình được cả hai, vừa giàu mình được làm phước bố thí, mình biết niệm Phật nữa thì nó còn tăng hơn nữa. Cho nên ở đây Đức Thầy nói nghèo lương hiền mà biết niệm Di Đà quý quá. Kính thưa quý vị, thì Đức Thầy nói niệm Phật thì mình được rất nhiều cái phước báo. Mà ngày sau Đức Thầy nói là mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Sau này thì Đức Thầy nói là thêm tà ma yêu quái chặt đường đó quý vị. Nhưng mà ở đây Đức Thầy lại nói là mình nhờ mình niệm Phật đó mà mình mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ nữa. Cho nên mình là người tu hành mình được cái phước báo, cho nên là mình chẳng những là ma quỷ nó cũng nó phục tùng, nó cũng sợ, mà lại mình được cái sự che chở của Phật. Mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ nữa. Sướng quá. Vậy mà không chịu tu thì thôi, còn đợi chừng nào nữa quý vị. Trên bảy núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Đúng rồi quý vị ơi, Đức Thầy nói là cái bảy núi của mình sau này là châu báu ngọc ngà không à, quý báu vô cùng. Sau này thì mình ráng mình tu tới chừng đó mình sẽ coi lập đời đi, mình sẽ thấy bảy báo ha. Trên núi này là có nhiều cái báo quý lắm, đền vàng điện ngọc đó. Đức Thầy nói rất là nhiều cái chỗ là bảy núi đó. Trên bảy núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Sướng hay quý vị. Ngày lập hội thì có tiên có thánh xuống lâm phàm ở đây nữa thì mình thấy biết gì sung sướng biết chừng nào ha. Cho nên chúng ta nên cố gắng, muốn được cái ngày đó thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Rồi tiếp theo nữa thì mình cũng được giảng sanh thì được về cực lạc nữa, quá sung sướng. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mảnh mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn, phải xả thân tầm bát nhã thoàn sao mới khỏi hùm tha xấu bắt. Đức Thầy nói cuộc dương thế ngày nay mỏng mảnh, quý vị thấy có mỏng không quý vị? Chứ thì nghĩa thấy là rất là mỏng manh đó, mỏng thật. Thấy sự xói mòn, sự chết chóc, sự khổ đau, cái sự mà càng ngày thì chúng sinh có nhiều cái mà mình thấy nó diễn ra nó ghê gớm luôn á, phải nói là kinh khủng thiệt chứ. Nào chết chóc về động đất sóng thần, cái gì cũng chết được ha. Cho nên cuộc thế ngày nay nó mỏng mảnh lắm, mình thấy vậy chứ nó vô thường, nó sống chết nó chỉ trong gang tấc thôi, về nhanh lắm, mình thấy đó là mất đó à, chứ rất là mỏng manh chứ không có gì đâu. Các bạn đừng có nghĩ là nó còn dài trăm năm hai trăm năm gì nữa, nghĩ chúng ta là mình tu liền đi là ngày nào chắc ăn ngày đó à, chứ không có chờ đợi mai mốt nữa hết thưa quý vị. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Bây giờ tới chừng đó bốn phương có giặc thì mình chạy đâu giờ quý vị? Mình lúc đó mình chỉ nhờ phép của Phật thôi, chỉ đường dẫn lối cho mình thôi, chứ còn mình chạy trốn biết chạy đâu mà cho khỏi đây. Đức Thầy nói trước cái chuyện mà đạo binh sắp xảy ra này nọ đó là chết chóc thê thảm lắm, cho nên chúng ta cũng phải lo, ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi không quý vị. Cho nên chúng ta phải ráng sớm mà lo tu đi, chứ đừng đợi mà tới việc rồi mình tu không kịp nha quý vị. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Hay quá quý vị ơi. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa nha quý vị. Mình ăn cơm mình có quên không quý vị? Hàng ngày chúng ta ngày nào có ăn cơm hai bữa, có khi ăn ba bữa nữa thì mình không quên, mà niệm Phật thì lại quên. Điều đó nó trái ngược vậy đó. Niệm Phật thì mình được nhiều cái phước báo vô lượng vô biên luôn mà lại quên.
mà ăn á, thì hả thì không thể nào quên được à. Cho nên Đức Thầy khuyên mình là phải cố gắng giống như mình ăn cơm vậy đó. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật thì phải liên tục trong cái ngày đó chúng ta lúc nào cũng nhớ Phật mới được. Cũng như là mình ăn cơm mình không có bỏ ngày bỏ cử đâu gì. Thì hôm nay Đức Thầy cũng khuyên tất cả chúng ta mình phải cố gắng đem Phật vào tâm của mình để cho mình được nhiều cái phước báo, được nhiều cái tháng duyên, và mãn kiếp hồng trần thì cũng được sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành nữa quý vị. Thì Nghĩa cũng xin chúc cho tất cả quý vị nghe qua cái đoạn giảng mình cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng hơn nha quý vị. Và bây giờ thì kính mời quý vị nghe mẫu chuyện bên thầy. Bốn đạo thì đông mà chở xuồng trong không đầy quý vị ơi. Cho nên Đức Thầy thì Nghĩa đọc cái đoạn này là muốn cho quý vị nghe cái lời sấm giảng Đức Thầy rồi mình có lòng cảm động vô cùng. Và chúng ta phải cố gắng tinh tấn là tu hành nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ kính mời quý vị lắng nghe mẫu chuyện bên thầy. Bổn đạo thì đông mà xuồng dông chở không đầy. Cái câu này chắc mình cũng nghe nhiều, không phải là trong riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay là tôn giáo nào cũng vậy quý vị, đạo nào cũng vậy à. Tại vì cái người tu mà thiệt tu, thiệt tâm mà thiệt hy sinh xả thân vì đạo thì ít lắm. Cái người mình tu mà tu cầm chừng thì nhiều lắm. Người tu mà xả thân quyết chí mà tu giải thoát thì ít lắm. Cho nên Đức Thầy mới quở quý vị, quở câu này để cho mọi người giác ngộ, chứ không phải là Đức Phật ghét mà mình quở vậy nha. Bây giờ quý vị nghe mẫu chuyện này rất là thú vị. Bổn đạo đông, xuồng dông không đầy. Ngày 5 tháng 6 năm 1945, tức năm Ất Dậu, Đức Thầy đi khuyến nông đến làng Tân Thạnh, Đốc Vàng Thượng, Đồng Tháp. Ban tổ chức sắp xếp anh chị em đồng đạo đứng thành hai hàng nghênh đón Đức Thầy và đoàn người cùng đi từ bến Voi Lửa đến lễ đài. Khí thế xem rất long trọng, trang nghiêm. Bấy giờ ông phó quận Chợ Mới đi trong đoàn thấy vậy thì nói với Đức Thầy: Dạ, bổn đạo thầy tư đông quá. Đức Thầy vừa mỉm cười vừa nói: Bây giờ bổn đạo thì đông, sao xuồng dông chở không đầy. Nhiệm vụ tôi giữ trật tự và hầu quạt, nhưng Đức Thầy gạt tay không cho hầu và ngài nói: Làm trai thì phải có chí khí, nhưng trước khi làm những việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Lần Đức Thầy diễn thuyết khuyến nông tại sân vận động Kiến An Chợ Mới, Đức Thầy cũng nói một câu tương tự: Tôi về Kiến An lần này bổn đạo rất đông, nhưng khi tôi trở lại lần thứ nhì thì bổn đạo chở xuồng dông không đầy. Đây là những câu tiên báo có tính khôi hài, nhưng suy nghĩ ra rất là nhức nhối. Cho những ai thương thầy mến đạo, ai cũng phải tự cảnh giác và nêu cao tinh thần một đời một đạo, chớ chủ quan. Những thành phần gọi là rơi rụng là ai, chớ không phải là mình mà lơ là chểnh mảng vậy. Bởi quy luật sàng lọc luôn luôn nghiêm khắc trong các cuộc thi, từ thở xưa Đức Phật thầy Tây An đã răn dạy tín đồ trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương: Bây giờ bổn đạo dư muôn, ngày sau lập lại một xuồng lưng lưng. Thực theo ông Nguyễn Hữu Trân, Tân Thạnh, Thanh Bình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì mẫu chuyện Đức Thầy dạy rất là nhiệt tình cho tất cả đồng đạo chúng ta. Đức Thầy thì quý vị biết rồi, các vị là hay chê mình lắm, nhưng mà mình cũng đừng lấy đó mà mình tự ái ha quý vị. Tại vì thương quá không biết làm sao, nói làm sao nữa, giờ phải dùng cách này cách nọ để nói cho thức tỉnh, để giác ngộ, để tu. Cho nên quý vị thấy Đức Thầy hay chê mình tu dở hay là mình giải đãi hay này nọ, thì điều đó thì chúng ta lấy đó để mình phải kính trọng thầy nhiều hơn nữa. Bởi vì Đức Thầy có đoạn Đức Thầy nói đó quý vị: Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lời của Đức Thầy dạy mình là
rất là sâu xa ẩn ý trong đó, chứ không phải Đức Thầy nói để cho chê mình hay là ghét mình mà Ngài nói. Ở đây là vì cái lòng từ bi quá vô lượng vô biên cho nên Đức Thầy phải nói những câu như vậy để chúng ta nhìn lại mình và mình tiến tu hơn nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì cái đoạn này thì quý vị thấy Đức Thầy dạy cho tín đồ là Đức Thầy nói rất rõ là bổn đạo thì đông nhưng mà sau này xuồng vong chở không đầy, là Đức Thầy muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta phải thức tỉnh tu mau mau hả quý vị, chứ không phải Đức Thầy nói vậy bỏ lơ luôn nghe quý vị. Đức Thầy vì thương quá thì nói chúng ta những câu như vậy để cho chúng ta cũng phải là thức tỉnh tinh tấn, bởi vì cuộc đời này thì có nhiều cám dỗ lắm. Đó, bị cám dỗ, bị thứ hai nữa là cái cơ tạo hóa nó sàng lọc rất là kỹ, cho nên là Đức Thầy dạy mình đó là nửa sau lọc lại dứt tì cũng chê, cho nên chính vì điều đó mà muốn cho đệ tử mình phải giỏi hơn nữa, chứ không phải là thấy vậy rồi Đức Thầy khen rồi tưởng vậy rồi ỷ y rồi nằm ngủ quên đó. Mà ở đây Đức Thầy muốn dạy mình một bài học là mình có tu thì phải tinh tấn hơn, giỏi hơn, còn chưa tu thì mình phải bước vào tu đó. Cho nên mình có giỏi rồi cũng phải giỏi hơn nữa, có nghĩa là đây là một lời khuyến khích mình, động viên mình, để cho chúng ta nhìn lại mình. Chứ xưa nay mình nghĩ chắc vậy mình tu vậy cũng được rồi ha, Đức Thầy nói đó là nói ai chứ không phải nói mình, rồi cái mình ỷ y, mình đùa giỡn, mình cũng phớt lờ, rồi cuối một ngày nào đó cái mình phớt lờ đó, mình dễ vui quá, cái nó dẫn dắt mình đi hồi nào mình không hay. Cho nên Đức Thầy nói nửa sau lặp lại thì dứt tì cũng chê nữa đó, cho nên mình tu mà dở dở sau này bị rớt lại hết đó. Cho nên chính vì chỗ đó mà mình thấy các cái huynh trưởng trong đạo mình tu siết quá không vậy, người nào cũng đạo hạnh quá mà tinh chuyên luôn, cho nên mình qua cái đó thì mình cảm thấy rằng thì chúng ta coi chừng lọt vô cái xuồng vong này thì có quý lắm đó, sợ chúng ta bị rớt ra ngoài nữa là mệt nghe quý vị. Lọt ngoài khơi mới biết mới hết hào khoang hả quý vị. Cho nên là kính thưa quý vị, Đức Thầy về làng Long Khánh á quý vị, Đức Thầy cũng có quở một câu: xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Lúc Đức Thầy đi dạo Lục Châu, Đức Thầy nói mấy câu đó đó quý vị. Đức Thầy quở làng Long Khánh, không biết sao Đức Thầy quở, không biết vì tình thương quá bao la cho nên là thấy đồng đạo mình còn ngủ mê nhiều quá, cho nên là tu cũng giải đãi hay là thế nào đó, Đức Thầy mới nói câu đó đó. Mà nhờ Đức Thầy quở vậy đó quý vị, mà giờ làng Long Khánh tu quá tràn luôn quý vị. Bây giờ quý vị qua làng Long Khánh quý vị thấy nghe, đám dỗ đám quải nghe ì ì đồng ầm ầm luôn, bà con tu quá thấy ham luôn đó. Đó, cho nên quý vị thấy không, nhờ Đức Thầy quở đó, chứ nếu Đức Thầy khen chắc giờ không biết sao. Khen chắc nghĩ là mình tu vậy là ngon rồi đó, không thèm tinh tấn ha. Cho nên bây giờ quý vị qua làng Long Khánh đi, quý vị thấy người ta tu nhiều lắm. Có dịp nào mình dẫn quý vị về làng Long Khánh chiến nha, Long Khánh Hồng Ngự mình nè. Bây giờ đồng đạo mình nó tu dữ lắm, làm từ thiện xã hội rồi niệm Phật, ăn chay làm lành, tuyệt vời lắm. Một cái làng nhỏ nhưng mà rất bình yên và đồng đạo mình rất là dễ thương đó. Cho nên có dịp thì Nghĩa dẫn quý vị về làng Long Khánh, cái nơi mà Đức Thầy quở đó, ít người nào tu đó. Chứ này quý vị về bên bển đó, mình thấy đồng đạo tu quá, thấy ham luôn vậy đó. Cho nên cái chỗ mà Đức Thầy nói ở đây cũng vậy. Đức Thầy nói cũng nhiều lần là chỗ là tôi về lần này thì thấy đông vậy đó, chứ sau này xuồng vong chở không đầy. Thì qua câu đó thì ai cũng giật mình, ai cũng phải gắng lo chứ, phải Đức Thầy nói vậy rồi mình bỏ cuộc sao. Và một số người trí thức á, thì ai cũng nhìn ra chỗ này, ai cũng nhìn ra Đức Thầy thương quá mới nói vậy, cho nên phải giật mình mà tu nhiều hơn nữa, tu rốt ráo lên. Chứ không phải Đức Thầy nói bị thấy chuồng vong chở không đầy coi chừng mình rớt ra ngoài uổng lắm. Chứ không phải là thầy nói thì chở hết là không tu cũng chở nghe, giờ ai tu ai làm hiền làm lành thì thầy mới chở. Chứ còn nếu mà thầy về mà không lo tu lo hành thì chuồng vong không đầy là phải rồi. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng, nhờ thầy quở vậy mà giờ ai cũng lo tu rầm rầm hết trơn. Nhờ thì ai cũng sợ là mình không lọt vô chiếc xuồng này, mình lọt ra ngoài khơi không à. Cho nên bây giờ quý vị thấy không, đồng đạo mình khắp nơi ở đâu cũng tu hết á, Nam Bắc, thậm chí ở nước ngoài quốc tế cũng tu. Rồi những người mà chưa biết nào giờ mới biết thì cũng tìm được quyển sấm giảng cũng ham học ham tu đó.
Nghe cái câu chuyện này thì mình cũng rút ra bài học là coi chừng mình bị rớt ra ngoài đó, cho nên mình cũng phải ráng tu, tu nhanh lên và làm nhiều điều hơn nữa để khỏi phụ công ơn của Đức Thầy nha quý vị. Mong rằng tất cả quý vị nghe qua mỗi chuyện bên Thầy lần này là chúng ta sẽ tinh tấn nhiều hơn và yêu mến Thầy nhiều hơn để chúng ta tu học và đền đáp công ơn của Thầy, của Phật nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc và tu hành tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật.